Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ năm ngày 22 tháng 8, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Với thông điệp hội tụ sáng tạo cùng nhau tỏa sáng, Liên hoan múa quốc tế 2024 đã bế mạc vào tối qua. Giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh ngày hôm nay 22 tháng 8 được dự báo quay đầu giảm theo xu hướng thế giới. Các nhà mạng và cơ quan chức năng đang gấp rút chạy đua trong công tác tuyên truyền và hỗ trợ khách hàng chuyển đổi lên mạng 4G. Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm lại chức danh chính ủy và phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Trường Lưu chủ trì hội nghị. Theo kết luận của Thường vụ Đảng ủy quân khu, thống nhất chủ trương để Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với đồng chí đại tá Hoàng Văn Nhân và chức vụ phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với đồng chí đại tá Hà Văn Ái. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh đã yêu cầu các thành phần dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch trên cơ sở các tiêu chí đã được quy định. Đảng ủy quân sự tỉnh cũng đã tiến hành quy trình các bước lấy phiếu tín nhiệm, đề nghị đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc đúng quy định và hướng dẫn của tỉnh và quân khu. Hội nghị đã thực hiện quy trình 4 bước bằng cách bỏ phiếu kín. Kết luận các hội nghị, 100% phiếu tín nhiệm và biểu quyết nhất trí đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ đối với hai đồng chí chính ủy và phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 8, đoàn công tác cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân Quân khu 4 do Đại tá Vũ Quang Duy, trưởng phòng phòng không, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng không nhân dân tại cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân tỉnh, thị xã Hương Trà và huyện Phú Lộc. Đoàn công tác đã kiểm tra vào các nội dung như nhận thức về Nghị định 74, Thông tư 06, kiểm tra hệ thống kế hoạch tác chiến phòng không, kế hoạch phòng không nhân dân của tỉnh và một số sở ban ngành xã phường, các loại văn bản, sổ sách đăng ký, duy trì nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu phòng không, kiểm tra công tác xây dựng lực lượng phòng không, kiểm tra hệ thống văn bản và kết quả tham mưu hoạt động phòng không nhân dân. Đoàn công tác cũng đã kiểm tra công tác huấn luyện của trung đội dân quân tự vệ phòng không của thị xã Hương Trà và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của cả khẩu đội phòng không kiêm nhiệm của các đơn vị. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân tỉnh, thị xã Hương Trà và huyện Phú Lộc duy trì tốt hoạt động phòng không nhân dân ở cả cấp, đồng thời đề nghị tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng không nhân dân, duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu phòng không và làm tốt công tác chuẩn bị để phục vụ Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân Trung ương kiểm tra trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy thi đua là cách tốt nhất, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Từ tinh thần ấy, thời gian qua, phong trào thi đua quyết thắng gắn với cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã diễn ra sôi nổi trong lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại tiểu đoàn Tăng Thượng Giáp 3, cán bộ đảng viên bên cạnh gương mẫu đi đầu trong các hoạt động còn thực hiện xây dựng các kiệp xe tăng kiểu mẫu. Đây là một trong những cách làm hiệu quả, góp phần giúp tiểu đoàn nhiều năm liên tục đạt thành tích cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Điển hình cho phong trào thi đua quyết thắng và học tập làm theo lời Bác ở tiểu đoàn Tăng Trưởng Giáp 3 là cả kiệp xe tăng kiểu mẫu để làm nòng cốt hình thành nên những đại đội huấn luyện giỏi. Tại đây, mỗi kiệp xe muốn trở thành kiểu mẫu đều phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt trên thao trường như vượt sông sâu rộng 100m, lội nước cạn trên thực địa, băng mình lao qua hồ sâu, vách đứng hay chinh phục những đỉnh dốc cao vài chục mét, vừa cơ động vừa nhanh chóng tiêu diệt chính xác các mục tiêu có độ xa hàng km. Đó là các bài tập có độ khó cao, sát với thực tế chiến đấu và khá tương đồng với các tiêu chuẩn xếp hạng trong hội thi, hội thao của ngành tăng thiết giáp. Trong quá trình huấn luyện lái, bắn chiến thuật, lái, bắn các địa hình đã giúp cho kiệp xe tăng kiểu mẫu nâng cao được trình độ, biểu hiện rõ nét và khẳng định sự trưởng thành qua hội thi kỹ thuật đại đội BTR của lực lượng vũ trang quân khu 4 và hội thi tiểu đoàn tăng thiết giáp toàn quân vừa qua. Xác định việc xây dựng các kiệp xe kiểu mẫu là một giải pháp thiết thực để giữ vững thành tích đơn vị huấn luyện giỏi. Do đó, tiểu đoàn đã có nhiều sáng kiến, cải tiến, nhiều biện pháp hay trong xây dựng các kiệp xe kiểu mẫu, hình thành nên những đại đội huấn luyện giỏi. Bên cạnh đó, để tạo sức lan tỏa sâu rộng, các đại đội của tiểu đoàn tăng cường các hoạt động hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng thêm nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ cho các kiệp xe. Trên cương vị lái xe là thành viên kiệp xe đội mẫu, bản thân tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ. Đối với mô hình kiếp xe kiểu mẫu thì thường xuyên là
tổ chức rút kinh nghiệm trong các buổi học tập, huấn luyện, diễn tập để qua đó xây dựng kiếp xe kiểu mẫu trở thành kiếp xe mẫu mực tiêu biểu trong toàn đơn vị để cho các kiếp xe khác học tập và noi theo. Không ngừng trưởng thành qua thực tiễn và cũng chính là thực tiễn thực hiện những nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đã ngày càng xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Nổi bật nhiều năm liền, đơn vị được quân khu 4 tặng danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi. Năm 2022, đơn vị đạt giải 3 hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp toàn quân, giải 2 hội thi kỹ thuật đại đội thiết giáp do quân khu tổ chức. Họ chính là những bông hoa quyết thắng được tô rèn qua nắng gió khắc nghiệt thao trường, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý, tối qua tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã tổ chức bế mạc Liên hoan múa quốc tế 2024. Tham dự lễ bế mạc có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình. Diễn ra từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 8 tại thành phố Huế, Liên hoan múa quốc tế 2024 với thông điệp hội tụ sáng tạo, cùng nhau tỏa sáng đã mang lại cho khán giả những tiết mục vô cùng đặc sắc. Các tiết mục biểu diễn tập trung vào chủ đề và chất liệu múa dân gian của các dân tộc vùng miền khác nhau, đồng thời kết hợp tinh tế với múa hiện đại. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc và múa góp phần tạo ra những tác phẩm đột phá với chất lượng nghệ thuật cao. Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông bày tỏ vui mừng khi Liên hoan múa quốc tế 2024 đã thực sự là ngày hội nghệ thuật để nghệ sĩ, diễn viên các nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sáng tạo nghệ thuật, giới thiệu tôn vinh các giá trị độc đáo trong nghệ thuật múa của mỗi quốc gia, góp phần tăng cường tình đoàn kết của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao huy chương vàng cho các tiết mục của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đoàn Nghệ thuật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đoàn Nghệ thuật Indonesia, Học viện Múa Việt Nam và tiết mục của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch. Ban tổ chức cũng đã trao 10 huy chương bạc cho các đơn vị có các tiết mục xuất sắc tham gia liên hoan lần này. Bí thư Huyện ủy Phú Lộc Lưu Đức Hoàng chủ trì họp ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện để tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi thảo luận nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến giá đền bù, chính sách hỗ trợ bố trí tái định cư, tình hình an ninh trật tự, công tác đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Khi thực hiện các dự án trọng điểm như khu liên hợp sản xuất lắp ráp kim loại mô tô Huế, hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu phi thuế quan Chân Mây, đường nối khu phi thuế quan với khu cảng Chân Mây. Thời gian tới, các cơ quan đơn vị địa phương của huyện Phú Lộc phối hợp với nhà đầu tư biểu dương khen thưởng các hộ dân chấp hành tốt các chủ trương của nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các địa phương xây dựng kế hoạch hàng tuần và huy động cả hệ thống chính trị để tuyên truyền vận động người dân, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, các cơ quan chuyên môn và quan tâm tạo sinh kế, công an việc làm cho người dân. Bí thư Huyện ủy Phú Vang Trần Gia Công đã đi kiểm tra tại một số trường học trên địa bàn huyện chuẩn bị năm học mới 2024-2025. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của các trường học cho năm học mới tại Phú Vang cơ bản đã yêu cầu. Các trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh cho năm học 2024-2025, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, chuẩn bị dạy học đầy đủ khang trang, tổng vệ sinh khuôn viên trường lớp để sẵn sàng chào đón các em học sinh tiểu trường. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Gia Công đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng trong công tác chuẩn bị của các trường, sự quan tâm vào cuộc lãnh chỉ đạo của phòng giáo dục huyện và cấp ủy chính quyền các địa phương để chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất trước khi bước vào năm học mới 2024-2025. Bí thư Huyện ủy Trần Gia Công đề nghị các trường khẩn trương triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với địa phương trong công tác huy động học sinh ra lớp, chủ động ra soát các trang thiết bị để phục vụ công tác dạy và học, nhất là bếp ăn bán trú cho học sinh đúng theo quy định. Đối với các trường đang còn sửa chữa, yêu cầu các đơn vị thi công cần tập trung đẩy nhanh xây dựng các hạng mục đúng theo tiến độ để bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học mới. Tái thiết và phát triển không gian bảo tàng trong lòng di sản là chủ đề của hội thảo do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Đô thị Hàn Quốc phối hợp tổ chức vào sáng nay nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong việc tư vấn quy hoạch, thiết kế, xây dựng bảo tàng cổ vật cung đình mới.
Bảo tàng cổ vật cung đình Huế đang lưu giữ, quản lý và bảo quản trên 10.000 hiện vật phản ánh đời sống và sinh hoạt của triều Nguyễn. Tuy nhiên, tòa nhà trưng bày chính của bảo tàng là điện Long An hiện không đáp ứng diện tích cần thiết, nên tỉnh đã kiến nghị và đã được Thủ tướng đồng ý với chủ trương xây dựng khu vực trưng bày mới cho bảo tàng cổ vật cung đình Huế theo hướng phù hợp với không gian di sản. Việc trưng bày phải đạt được tính hấp dẫn hiện đại. Hội thảo được tổ chức với mục đích chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, bảo tồn di sản văn hóa của Hàn Quốc và một số địa phương trong nước. Từ đó làm cơ sở cho việc nghiên cứu lập địa cương trưng bày bảo tàng cũng như tiến hành các thủ tục xây dựng một bảo tàng xứng tầm với vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa như Thừa Thiên Huế. Đáng chú ý là chia sẻ của tiến sĩ Ri Yong Bum, viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Đô thị Hàn Quốc. Với quan điểm xây dựng khu bảo tàng là một khoản đầu tư chiến lược cho tương lai, ông cho rằng cần xây dựng khu phức hợp bảo tàng lịch sử Huế, bởi đây sẽ là mắt xích văn hóa mở rộng nội dung lịch sử của kinh thành thành mạng lưới không gian văn hóa lịch sử, đồng thời làm cầu nối văn hóa, phát triển giáo dục lịch sử văn hóa cho cộng đồng và trường học địa phương. Hội thảo cũng được nghe các tham luận chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của việc chuẩn bị nội dung trưng bày. Bộ Công Thương cho biết, trong dự thảo trên Chính phủ ngày 21 tháng 8, cơ cấu biểu giá điện được đề xuất giảm từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, trong đó bậc 1 từ 0 đến 50 kWh được nâng lên thành từ 0 đến 100 kWh. Trong Nghị định 28 sửa đổi lần này, Bộ đang đề cập điều chỉnh khung giá của các đối tượng sản xuất cũng như kinh doanh, sinh hoạt để tiềm cận gần hơn. Một số ngành sản xuất sẽ được điều chỉnh tương xứng với biểu giá trong lĩnh vực dịch vụ, sinh hoạt để đảm bảo không bù chéo. Về thuế giá trị gia tăng VAT trong hóa đơn tiền điện, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết đây là quy định của luật thuế được đảm bảo với mọi hàng hóa khi giao dịch. Giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày hôm nay 22 tháng 8 được dự báo quay đầu giảm theo xu hướng thế giới. Cụ thể, giá xăng dự kiến giảm khoảng 480 đến 550 đồng một lít, dầu diesel có thể giảm mức tương tự khoảng 400 đến 500 đồng một lít. Trường hợp liên bộ công thương tài chính trích quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm ít hơn. Hiện tại, dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây không sử dụng quỹ. Số chuyến bay nội địa dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 bình quân là 600 chuyến một ngày, tăng 5% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2023. Các đường bay du lịch và đường bay trục Bắc Nam vẫn là những đường bay có số lượng ghế cung ứng tăng nhiều nhất, với lần lượt bình quân 33.000 ghế một ngày và 55,4.000 ghế một ngày, tăng trung bình 6,8% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Theo khảo sát dữ liệu giá vé của các hãng hàng không Việt Nam ngày 20 tháng 8, giá vé trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 có tăng hơn so với ngày thường trước kỳ nghỉ lễ khoảng 20%. Phần của chương trình là các tin tức khác. Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Năm học 2023-2024, công tác giáo dục của huyện Phong Điền có những chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt và vượt kế hoạch giao. Chất lượng dạy và học tại cả cấp học được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ học sinh được xét hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Tỷ lệ học sinh xếp loại học được giỏi, tốt, tăng 3,84% so với năm học 2022-2023. Tốt nghiệp trung học cơ sở 100%, tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,80%, cao hơn mặt bằng chung toàn tỉnh 0,47%. Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện là 52 trên 64 trường. Với chủ đề kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng, năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo huyện Phong Điền tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện chương trình năm học, đảm bảo hoàn thành chương trình năm học đúng kế hoạch, nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh công tác truyền thông và triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập. Tại hội nghị, 3 trường học được trao bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1, 19 trường học đạt tập thể lao động xuất sắc. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Quảng Điền tổ chức khai mạc lớp phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho 70 chức sắc chức việc trong tôn giáo trên địa bàn huyện. Trong thời gian 2 ngày, các chức sắc chức việc sẽ được học tập và phổ biến 4 chuyên đề và các nội dung: quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa,
tư tưởng quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới và chuyên đề phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Qua lớp phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh nhằm truyền đạt đường lối, quan điểm của Đảng về dân tộc, tôn giáo, nội dung cơ bản đường lối quân sự quốc phòng, chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ biên giới biển đảo quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, tới thời điểm 16 tháng 9, các nhà mạng sẽ đồng loạt dừng cung cấp mạng 2G cho chuẩn bị đầu cuối 2G only, theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra. Đến lúc đó, những chiếc máy điện thoại chỉ sử dụng sóng 2G sẽ không thể nghe gọi, nhắn tin được nữa. Các nhà mạng và cơ quan chức năng đang gấp rút chạy đua trong công tác tuyên truyền và hỗ trợ khách hàng chuyển đổi lên mạng 4G. Mặc dù đã quen sử dụng điện thoại 2G trong nhiều năm nay, nhưng được cán bộ nhân viên nhà mạng đến tận nhà tuyên truyền về việc dừng sóng 2G, các SIM và điện thoại 2G sắp tới sẽ không sử dụng được nữa. Bà Mừng đã nhanh chóng chuyển đổi để đảm bảo nối thông tin liên lạc. Cháu nó tư vấn tôi kiến luôn, thế là đổi cái này về thích, bây giờ gọi nó dễ dàng, phù hợp với người già của chúng tôi. Mà nó sử dụng thì nó tiện lợi lắm. Nhờ những chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi và công tác truyền thông rộng khắp tại địa bàn vùng núi Hòa Bình, nhà mạng này đã có trên 50% lượng thuê bao chuyển đổi lên thiết bị 4G. Người dân được trợ giá và tặng điện thoại 4G kèm theo chính sách giá cước cũng như các dịch vụ ưu đãi tiện ích số. Đồng thời, nhà mạng tăng cường phủ sóng 4G để thay thế 2G. Hòa Bình có nhiều cái khúc cua mà đồi núi. Đấy thì có thể là tăng cái diện công suất lên để làm sao khi mà tắt sóng 2G thì sóng 4G đưa vào sử dụng. Song song bên đấy thì Vinaphone cũng có những cái ưu đãi về chương trình tặng máy. Khi mà khách hàng chuyển đổi sử dụng dịch vụ lên thiết bị 4G thì sử dụng dịch vụ data, rồi được hỗ trợ về dịch vụ truyền hình và đặt chữ ký số cá nhân. Hiện nay, phần lớn cả khách hàng đang sử dụng dịch vụ 2G là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, khả năng kinh tế có hạn nên sẽ gặp khó khăn trong chuyển đổi thiết bị mới. Mặc dù các nhà mạng đang tích cực hỗ trợ, nhưng đây cũng là rào cản, thách thức lớn, cần sự hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan chức năng trong cả nước. Cũng như các nhà mạng khác thì cũng rất là mong mỏi là sẽ có sự hỗ trợ về mặt kinh phí từ những cái nguồn, ví dụ như Viễn thông Công ích để cùng với nhà mạng tăng thêm nguồn lực để hỗ trợ cho khách hàng. Chúng tôi mong muốn là khách hàng chuyển đổi lên thiết bị 4G smartphone giúp cho người dân không chỉ là duy trì thực hiện cuộc gọi nhắn tin trên mạng 4G sau khi tắt 2G, mà cái việc chuyển đổi lên smartphone sẽ giúp người dân có thêm công cụ để tiếp cận với các cái công nghệ và các cái tri thức mới trên nền tảng Internet. Để thúc đẩy quá trình tắt sóng 2G, Bộ Thông tin và Truyền thông đang nỗ lực triển khai hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho các hộ nghèo và cận nghèo bằng nguồn quỹ Viễn thông Công ích. Các chuỗi bán lẻ cũng đang thực hiện chính sách thu cũ thiết bị 2G đổi mới 4G với mức trợ giá 300.000 đồng đến cả triệu đồng. Ủy ban Nhân dân thị trấn Sịa phối hợp với Công an huyện Quảng Điền tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trung tâm Thương mại huyện Quảng Điền. Với tình huống giả định tại Trung tâm Thương mại huyện Quảng Điền đã xảy ra vụ cháy kiosk áo quần thuộc đình chợ chính, ngọn lửa nhanh chóng bắt vào các vật dễ cháy và cháy lan nhanh. Ngay khi phát hiện vụ cháy, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng báo động, cắt điện khu vực bị cháy và thông báo cho mọi người ở bên trong nhanh chóng thoát ra cả cửa để khu vực an toàn. Đồng thời gọi điện báo cho chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến để hỗ trợ. Các lực lượng đã kịp thời sử dụng phương tiện, công cụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại chỗ như bình chữa cháy, vận hành máy bơm nước để dập tắt đám cháy, kịp thời đưa người bị nạn và hàng hóa ra bên ngoài và tiến hành sơ cấp cứu. Thông qua diễn tập đã giúp cho thành viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, cán bộ nhân viên và các tiểu thương tại Trung tâm Thương mại huyện Quảng Điền nâng cao kỹ năng thao tác sử dụng các phương tiện tại chỗ để tham gia chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Những thông tin về thời tiết trong ngày cũng sẽ cập lại chương trình trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trong khoảng từ 52 đến 92%. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo trong từ 2 đến 3 ngày tới, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, nhiệt độ giảm nhẹ.